Rồi chào tất cả các bạn nha. Mời các bạn cà phê bạn ơi. Phê đá quốc liều phê. Đang họ đi gọi là gì đi bào cá lóc. Mời cả nhà nha. Mấy gậy băng đêm cũng có mưa lai gai. Bạn quặng bữa nay thăm lại cá lóc dở cứng lợ cho bạn coi này nha. Nay nhà mình cũng cắt ổi. Ổi này mau lắm bạn ơi. Khoảng 7-8 ngày là cắt lần à. Ổi nữ hoàng chính hiệu nè. Trái này cho nấy đã không? Cái này có chén ớt hay chấm chấm vô ha. Trời ồ quất cái. Nách giật bắt bắt. Ba mẹ mình cũng đang cắt ổi như sao á. Dạo này cắt cũng khoảng 400-500 kg là dữ lắm à. Ba mẹ mình trồng ổi ít lại rồi. Chứ không có nhiều như đợt trước. Ông bà lớn tuổi rồi. Còn mình thì cũng đi làm quay phim nè. Cũng vậy chứ cũng đi tối ngày sáng đêm không có thời gian rảnh nữa. Còn Út Thu thì đi học nghề. Bây giờ nhà giờ nói chung ba mẹ mình làm vườn mà ông bà lớn tuổi rồi cũng làm ít. Nó không được nhiều như hồi đó. Gại có nhiều bạo nhiều. Bên vườn của anh vườn có cái cây sầu riêng thấy tốt ghê hồn không? Sầu riêng đó bị đầy mũ rồi đó. Cho ra bông ra đầu ra trái. Uống ly cà phê ra. Để họ có sức đi đồ bò càng. Bữa nay mình thăm cái luồng lờ ở sau vườn mình á. Với lại thêm mấy cái dài cái lờ mà mình chim chỗ điểm mới nữa. Cũng ở khu vực sau vườn á. Vườn hàng xóm rồi nữa. Bà con đâu không à. Mấy cái lờ mà lúc trước bị lũng đồ này nọ đó. Mình gom về xong rồi mình sửa lại rồi đặt chỗ điểm khác nữa. Chứ không đặt lại mấy điểm đó. Mấy điểm đó về nó cũng bể hết trơn rồi. Cũng đặt cũng sen kẻ tùm lum tùm la chứ. Thấy điểm nào im im là nhét rồi, điểm nào im im là nhét lờ vô liền à. Rồi giờ mày cái nhà cà phê nha. Uống hết ly phê rồi bắt đầu chuẩn bị đi bào cá lóc thôi bạn ơi. Đã gì đâu đã cái ly phê. Cái lờ này mình đặt bá đạo lắm nè. Mình đặt không giống ai luôn cái lờ này. Đặt cái chặt cái ống nước thấu nước. Rảnh nước ra vô nè. Nghe có trời mưa mấy cá lóc cái che đồ đó. Ra vô rảnh nước nè. Đó. Cái gì mới nhẹo chân trời. Ông bay về thấy ớt lạnh nè. Thấy con rùa gì vậy? Kìa con rùa gò tới một chuyện luôn. Con rùa đeo đó. Bá đạo chứ con rùa. Có gì ở đây? Rồi cái sặc không à. Trời ơi. Cái gì tùm lum la chứ. Rùa ốc bu. Cua. Ừ lưa cho con ngư nè. Rồi rảnh nước đừng dẫn chơi nha. Nó mà tán cơn mưa lớn xuống là lụm gạo liền đó. Con rùa này nhỏ quá thả luôn. Khó làm ăn quá để xử lý cái này á. Rảnh nước này thấy chứ lợi hại lắm đó. Cái lóc chạy chỗ này hoài à. Ba mình không tứ vườn thấy á. Cái lời thằng Thánh của mình đặt đơn giản nhưng mà hiệu quả. Lần này hiệu quả không? Thấy cái lờ thấy đơn giản ghê không? Khui hàng. Thì đó, bu tùm lum trơn. Không thấy cái lóc gì lội trơn nè. Không quẩn nước tung tung thế nè. Ủa cái này chất quớt rồi bạn ơi. Lóc còn nguyên hiện. Lại đây kiếm cặp cái lóc cây. Trông trọng mình để dành lóc cái chua ăn rồi. Ôi đặt bên đây quá hết ta. Trời ơi gắn nước kìa, nhìn thấy luôn. Đó chuyện chứ. Ồ gắn nước kìa bạn ơi. Nó lẹo tờ lưa không dưa hết trơn. Cái gì ở đây? Quẩy sổn sổn gì không? Hình như có cá nè, lóc cá chì. Đó, lóc. Ồ gắn nước ngoài nó lội vô. Tới một chuyện chứ đừng còn cá lóc ngăn nước lại thấy cái đầu trời giờ còn cái nước bự ghê bạn ngon lành cạnh tranh ha chỗ này đây khó bắt quá một cá lóc rồi nha có lóc rồi nha chú chả lẹo bên này tới một chuyện rồi nè lẹo từ lưa từ bên kia qua tới bên đây luôn. Ui. Bắt cá lóc ra bạn. Là đang hỏi xử lý sao chứ sao. Thiệt tình chứ.
Lại thấy cái đầu gì giờ. Lóc đầu tiên ha. Đã không? Đen mung, đen hơn mình nữa. Ngon lành canh chánh liền. Giờ xử lý gắn nước nó mới nan giải nè. Thiệt tình nó lẹo từ lưa một dưa chân. Gắn nước này mày xào nó cách thôi, thứ gì chịu nổi. Ở ngoài nó bò ngược vô nữa. Ngoài nó bò vô nó lẹo nè. Vô nó quất mấy con cá nè. Bên kia ai cắt cỏ nghe gò gỗ mới sao nó cái lợ đặt bên đó. Sao đây cưng? Thấy con nhỏng ben nè. Không thấy gung ginh lợ cho nghe. Nước thấy cũng trong quá. Mà thấy cái lóc lội tới lội lui bạn ơi, thấy cái sặc lội rồi. À nhưng có quận dữ ta. Cái sặc mà đâu quận dữ vậy. Dở lên ký cái sặc té ngửa rồi coi. Đó. Hồi ơi cái sặc với cua. Quá trời cái sặc. Cua vô mới cái lợi, cái không còn nữa nè. Cắt tè le nữa. Hồi cua cần tình chà bá luôn bạn ơi. Mày hả mày? Bò đâu vô lụa là anh cưng. Vậy nó muốn ghiêu cua quất luôn. Rồi giống ben tưởng là lụm gạo rồi chứ. Đây lại. Mấy cái giường này bỏ quan. Thấy chứ bọn ác nó vô hoài bạn ơi. Hôm kia họ thăm cá tùm lum hết trơn. Lại cái lờ ngay trên cây cầu nè. Cây cầu quyền thoại của mình á. Ít khi nào khoảng mà. Cái lờ chưa giờ hết cái lờ này đặt đơn giản rồi hiệu quả vậy. Ban sậy nó bịt mù vậy. Đó đặt dưới đây nè. Thằng này làm lên chuyện lớn nữa cưng. Lóc khủng, lóc khủng đâu. Hình như có cái lóc thôi, có ốc bù ta. Ok có không. Rồi cái lóc nè bạn. Rồi cái lợ xây luôn trời. Rồi sức xây luôn. Rồi đựng con cá lóc nè. Lóc cũng giòn giòn không được bự hung. Cái chỗ mình lóc vậy là bự lắm mà. Thiệt tịnh chứ. Con tay khó làm ăn quá. Qua đem qua đây luôn đi. Dễ bắt. Bạn thấy cái lợ. Cái lợ này đặt đơn giản hiệu quả ghê không. Thầm lần nào cũng có chứ. Đặt dưới dạ cầu gì mà hiệu quả. Mạng nhện không. Đấy được lần đây con cái nữa. Mỗi lần mà vô cái vườn bỏ quan này thăm thở như con trâu à. Toàn dây leo không bịt bù chứ. Bò không à. Ấm ba la xì bùa, ấm ba la xì bùa. Lóc khủng đâu. Quân cặp qua chà bá lửa kiếm mấy ngay. Đặt dưới bụi cầu nèo nè. Khui hàng, bóc hàng, hốt hàng. Đặt cái bụi cầu nèo dính cái lóc về nấu canh chua cầu nèo luôn nè. Thấy cái động đầy nước kìa. Như có cá bạn. Kìa ra đúng rồi, cái động cái lóc bên đó đó. Đó. Thử lụm gạo, lụm gạo. Xui. Ủa hai em luôn. Đã thiệt, đã thiệt. Hai con cặp ngang ngửa nhau à. Hai cái này thấy vô mánh ha. Ây da. Con này nhỉnh hơn chút xíu. Mấy cái lóc này nó chui ăn mới đã. Đó, cặp nè. Nước chùi cũng bánh chén thôi, bá cháy bồ chét à. Có mấy cái lợi chăn phát cỏ đó. Sao nó hồi muốn thăm được không. Mày hai đứa bay ngủ nhau đi chơi hả mày. Tôi nghĩ cái mỏ bấy xấy chứ. Lóc 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 lóc. Vô cần. Trong mấy cái mương này nè. Nướng nó trong vắt à.
đôi khi nhìn xuống vô cái lợ cái là thấy cá lóc nằm giống rồi, lội 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 đã thiệt. Hai con cỡ rồi. Chỗ mình tính ra cá lóc ít lắm chứ mà đặt được gì là cũng hiệu quả lắm rồi đó. Chỗ mình giờ ta làm bị bao hết, cá móng cũng còn nhiều như hồi đó. Cá này làm nhau với mày nãy dở lên im gu, giờ lên để nhôi. Im cho anh làm việc cơ cưng. Ra tới lờ còn nhôi nữa, trước sau gì cũng nướng chui rồi nó mà nhôi nhôi. Ủa, nó cứng đã vô. Ồ, thì bốn em rồi nha. Đi chưa có hàng khủng thôi. Lấy hai là đặt lại, lần sau kiếm cặp lóc nào cũng khủng kìa. Cái mấy con mương này mương lâu năm ít người vô được. Chích điện đâu có được đâu, bởi vì mấy cá lóc nó còn nè. Tại vì bố quan mấy chỗ này đâu có chích điện được. Cái chỗ mình dân chích điện là chùm của chùm á. Rồi giờ để đặt lại ha. Tới luôn mất trại ơi. Cố lên, cố lên. Chà, cái đường này hơi khó đi nha. Cái lợ này hôm bữa mình chim thêm vô nữa, tao nó bò như đặc công như đây nè. Tính ra cái vườn bố quan này hơn mấy công lận. Nhưng mà đây do cỏ quá trời, đặt không được. Gì trời, cho nó mắc cái lợ chứ. Nhìn mới đầu thấy trong lỏng không? Thấy trong trần mọi người không thấy cá lóc nó lội chân nữa. Lợ phải gung ginh cái lợ. Sao cưng? Rồi chút quốc. Có lủng lỗ gì không mà sao? Không thấy cá mắm chân. Còn ngon lành mà. Còn nó dính lần sau thế nào cũng lụm hàng à. Chỗ này mình đặt bá đạo lắm, đặt cái chổng cống nước ra vô cạn đó. Mà chiều tối là nước lớn mà, là nước linh láng luôn đó, đó độc quyền không? Đặt cái lợ không giống ai vậy? Bạn thấy gì không? Kìa, con lươn chà bá luôn kìa. Trời ơi, vô rồi vô rồi. Nè, nước đang cạn luôn. Nằm phơi thấy trụ con lươn này cũng 400 gram hơn bạn ơi. Vô rồi vô rồi. Nè, wow, hàng không mẫu mực của Mỹ. Ủa cái lời đặt bá đạo gì vô hàng trời. Con lươn biết nấu luôn cái đầu trời giờ luôn. Wow. Ủa vô rồi vô rồi. Lươn này về nấu cà ri thôi, là gai với đế thôi, nhức nách. Mày hả bưởi. Nhìn lươn đã không? Ấm hiểm, ấm hiểm. Quá trời con lươn luôn mù. Lươn này đặt chúng thôi. Dở lên không cứng ngóng rồi đặt mới lạ đó. Cái đầu nè, trời giờ. Ngon lành cạnh tranh. Bắt ra luôn, cứ mãi thêm càng kình nữa kìa. Ồ, lại thấy anh chữ nằm nó phê gì đâu phê. Hết hồn luôn này chứ. Để tôi lưới khác đi. Không lường đã không? Cái này thăm chúm lương người ta đâu mỗi lần đi thăm chúm được hai con vậy thôi là ám hỉnh. Nhìn cái đầu trời giờ. Vô nó ăn ốc. Ủa, cái này sát mấy mưa nguy hiểm quá. Tao đổ mày ra luôn. Hai bên toàn là mưa luôn à. Vô mày. Bắt lươn kiểu bá đạo. Vô, vô. Xuống, xuống. Xuống. Xuống, xuống, xuống. Xuống, xuống. Trời chưa chụp xuống, mày hả bưởi. Nhìn cái phanh đã chưa à. Hết hồn lưng. Lương này tôi nghĩ chắc không dưới 350 gram luôn. Ốc dục là mương luôn. Quá chập. Ốc bu nhỏ nhỏ nhỏ. Mày hả bưởi. Sạc này ngồi là mồi cái lóc. Rồi bằng con lương nè. Ấm hiểm không? Quá đã quá đã. Thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi. Ngọn lạnh cành đào. Lại thấy anh chữ nằm trong cái lợi thế. Nguyên khoanh chà bá nữa. Mày hả bưởi sao thoát tay anh được cưng. Cái này nhìn địa hình ngon lắm rồi.
muốn đặt chỗ nào ta? Ủa nhớ mày ngoài đây trời. Cái này là sau này mình mới chim vô lại không? Nên cũng hơi rối hình chút. Chắc đậy quá. Phải không ta? Không. Đây nè bạn ơi. Bởi nhớ mày mại. Quay hàng coi. Thấy dấu hiệu chân trời. Quá trời lục bệnh. Ốc bu thấy nổ ngự chân kìa. Ê ê ê ê. Như có dấu hiệu ta. Hay mình động bộ bụi lục bình. Thấy mấy rung rinh nó mới khỏe không. Khui hèn. Trời ơi cái sạc không. Làm bằng hụt. Đụng vào cái bụi lục bình đó. Cái rung rinh. Tụi đâu hốt hàng rồi chứ. Chịt quớt. Xong nhằn. Thử lửa cái xe thằng đây coi sao. Thử gên không. Bữa mình đây cũng kỹ lắm sao tự nhiên sao chống chống như ta. Sao tìm gu chắn tanh chùa ba đanh trời. Im gu mà. Đó là hình như có cá. Hình như có cá. Đó đó coi kìa. Có cá. Có cá. Đó đó rồi kìa. Vậy im gu mày. Gì đây. Tụ cái che chà bá luôn. Vô rồi. Nằm im ru. Mày hả bữa sao thoát ai anh được cưng. Ủa che này về nướng che chiên chấm bóng gừng. Thứ gì chịu nổi trời. Ngon lành cạnh tranh bạn ơi. Có hàng rồi. Có hàng rồi. Ủa chơi mà phù lù á. Uống luôn nặng một khúc. Làm sao thoát tay anh được cưng. Nhận dính luôn. Anh em đang làm việc không. Ủa nó quậy rồi. Nó dở lên nó không thấy nhôi. Giờ này bắt đầu nó nhôi. Nằm im đi để anh làm việc coi. Mày hả mày. Nhìn cái ngạnh đó. Bén ngót. Ngạnh nó vươn ra giống như cá lóc kiếm. Đã không? Có đã quá đã. Lại mình tưởng đâu in gu rồi. Thấy tưởng đâu xong rồi chứ. Giờ sửa chữa đặt lại thôi. Ai biết được lần sau tán cặp cá lóc siêu to khổng lồ sao. Ở đây xung quanh là địch mình không dám nói lớn. Nói cả làng nghe được rồi. Cái lờ mình thấy đơn giản không. Ngày nguyên gốc cây gòn chà bá. Cái lợp này mình đặt ưng ý lắm rồi. Thấy đơn giản nhưng mà ưng ý lắm. Nhỏ ben dữ cực. Dữ lắm cá hay sao nhỏ ben dữ vậy. Không động đậy. Sao đây, sao đây. Thấy im gu à. Ê, đừng đèn cá lóc hay chè đi. Lại trời cá lóc, mình thấy cái đu nữa rồi. Như cá lóc bạn ơi, lóc. Đó. Bộ cá lóc kìa, vô rồi. Quá cửa cá lóc này rồi. Quá, trời tung rớt sảy dưới luôn nè. Vô là hắn nè. Ủa cá lóc bự quá, con kìa. Con này nửa ký ăn lên mà. Quá trời ơi, vô rồi. Nè, cá lóc siêu to khổng lồ. Không chỗ mình được cá lóc vậy nó dữ lắm bự. Đã không? Đã thiệt. Ủa nó đen kịnh nữa, quan ngũ đen hơn mình nữa. Ngọn lạnh. Dở lên cái gớt sậy chân luôn. Ở chỗ này mình thấy im lắm rồi. Ở chỗ này trong trắng mắt. Quá đã. Nó nằm im gu luôn, dở lên im gu. Ngọn lạnh. Vô. Ăn con nè.
hết hồn cá lóc không? Quá trời cá lóc này bạn ơi, nó tung cái mỏ đó nè, bẫy sấy chưa ha, hết sỉ mà bẫy, đã đã ha, quá đã luôn, âm hiểm vô. Dính góc vậy còn bị phê. Lại mà không thấy nó nhúc nhích vậy. Dở lên thấy nguyên khoanh đen thù lùi. Vậy mà nó không tung chân, lóc mày vô nó quậy quá sao nó đằng hay sao nó đờ. Cái thường mà con mình lớn cái thằng ô dở lờ lên thấy nó quậy. Nước phải tung té hết á. Ngon lành cành đào. Tới luôn mắt đại à, cố lên cố lên. Ở đây cái mã lạng này. Bên kia nghe bắt gà bắt vịt nghe gà kêu sùm sùm bén chứ. Nhìn đi hình mương này ngon quá trời mà bởi có lóc khủng là đúng rồi. Nãy mà đặt bên đó một cái á. Hôn cá lóc á. Giờ qua đây tán cặp cá lóc mà coi nè. Ấm la xì bùa xa xa. Lóc khủng lóc khủng. Nước giờ cạn dữ ta. Một cái lợi nó mất tiêu rồi. Vẫn chơi hoài. Trời ơi. Rồi rồi rồi, rồi bị giang hổ tẩu rồi bạn ơi. Cái nước dục đây cái gì nè. Ủa sao cây nước đây. Năm màu anh của mình. Trời ơi chỗ cắn mấy sấy chứ. Tới một chuyện rồi. Thấy cây nước đó trời. Rồi có lỗ lưới chào bá rồi. Trời ơi chỗ nó phá. Trời nó thay cây nước lên con lỗ nè. Ồ chỗ này nó ngon. Tới một chuyện chứ bạn. Đau lòng thiệt. Thôi con nó cắn lờ tôi đi trời. Mấy con chuột này thiệt tình chứ. Nào tao đem bẫy lại tao thu hụt con bay hết. Cái này nó ngon quá trời ngon. Bị con chuột nó khóa thiệt tình mà. Nhất cái đầu thiệt chứ. Thánh thần thiên đụng mà nó quất lượt hai cái lỗ hết lạnh không. Hai bên nó cắn nó tha cho nước ra. Cái lờ đó mà không bị con chuột nó phá lạng hoạn là chúng. Trời có đồng nghiệp nào đặt cái lợ đó mà nó sóc soi ra không? Nhìn sắt mà bỏ rồi. Mình đặt đây nè. Trời một xíu té má nhìn gà trời. Mùa này sâu bà có sâu. Thế này cưng. Khui hàng móc hàng đây. Thấy mũi nghe e không? Không thấy cá. Nó tung. Lũm. Lũm. Trời có lũng hôm không? Không có con cá nào hết trơn rồi. Biết ngay rồi. Chơi cái lỗ chà bá nè. Hàng gì. Dở cái lờ lên mà không có cá sặc gì hết là thấy nghi rồi. Ây da. Nó khóa quá khóa. Này xử lý cái hôm này. Hôm này cũng nhẹ. Cái dây cuột lại. Đỡ chứ sao vậy. Như cái bụi gà kèo nèo này mình có cái nè. Trời ơi sẽ vô duyên không. Lấy làm gì cái cưng. C2 luôn mới chịu à. Thử cái mang cá thích C2 không. Gì đây. Có gì không. Trời ơi cái sặc cái rô tờ lưa hột dưa chân bạn ơi. Ốc bu luôn. Thứ gì chịu nổi không. Cái này chỉ cần tán cần mưa lớn lớn nè. Ngập nước cái là bà đọc cá đi dữ lắm. Chúng mình nhờ trời mưa á. Cần mưa cái là lụm gạo liền. Là em đặt bá đạo luôn nè, sát dách mương luôn. Ai biết được hơn mấy cá đi sát bờ sao? Mấy cá nhất là mấy cá khủng khủng á. Nhóm ben dữ cần. Sao lại động nước, động đậy tùm lum chứ không im gu à. Không thấy nhúc nhích chân. Trời ơi, bu, ô đừng con cá lóc nè bạn. Nó nằm im gu thấy ghét không? Có hàng lóc nhà đó. Giờ dở lên nó mới phóng. Thứ gì chịu nổi không. Ủa con này cũng được ha. Cho mình lóc vậy là ngon rồi. Lấy ken. Bưởi. Bưởi ơi là bưởi. Một cái lóc này về nấu ăn chua. Thứ gì chịu nổi không.
nhức nách. Trời tụng mỏ bái xí chân. Góc đồng chính hiệu nha. Đen mung. Chú mình nước tù mà đa số cái lóc nó đen không. Còn mấy chỗ nào nước ra vô thường như mấy cái gạch á thì cái lóc nó tương đối trắng. Ngon lành cạnh tranh vô giỡn nè. Thấy đặc sắc cái bờ thấy lợi hại ghê không. Đừng mớt bu nữa nè. Trời nhìn xa xa cái lợn sao lặt dưới thằng ôn trời. Ây da trời 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 trời. Ô tung rất sậy luôn. Rồi luôn thấy gắn luôn kìa. Hàng gì. Gắn một xuống lú đầu ra kìa. Nè. Thấy ghét không. Lòi ra nó quắn quá vậy. Nó gịch cái lợn nghiêng luôn. Chịu đời gì nổi không. Có gắn vô lóc nào dám vô. Vô nó quất cái sặc bấy sấy chơi kìa. Chéo làm nó rớt sậy luôn mày. Ù lóc quá. Gắn xuống mập ú nè. Gắn xuống này xào là cách thôi. Nhức nách à. Để em xử lý ca này á. Dạ. Ủa vô một thằng mũi trời. Để xử lý ca này không. Ca này nó hơi nan giải xíu. Đem về xào lá cách luôn. Ủa gắn xuống mập từ dưới thằng ôn. Còn cái này nữa là hết rồi bạn ơi. Ấy da. Trời ơi trời ơi những cây đó. Đâm lên cái lưng. Cái này là cái cúng cùi nha. Hốt bụi chót ơi. Cái này mình đặt đơn giản lắm. Ai biết đơn giản mà lợi hại sao. Ủa có lợi đâu tiêu trời vẫn chơi hoài trời. Ừ hên còn bạn ở đây nè. Tưởng đầu mắt chơi giang hồ hiểm ác. Cái cúng cùi nha. Chót hẹ chót hẹ. Cùi hẹn bóc hẹn. Hốt hẹn luôn. Xuyên khu trời là không động đại nhúng nhích chân tung tung chân ấy. Cái ốc nó nổi lượn phượt ra. Ấm là xìu, ấm là xìu bù, ấm là xìu bù. Cái cung cùi bà cậu ơi. Khui. Trời cái gì vậy. Thánh thằng thiên đụng ô trời. Toàn là cái sạc không. Ốc bu có sạc ngự chân con nào ấy nái nái không. Lại đặt lại là mồi cái lóc luôn nhữ. Dở cái lợn lên. Muốn thoát tim nó thiệt. Một đống cái sặc làm như cá lóc vậy đó. Đừng có tưởng đâu cá lóc không. Rồi dạ vô thôi. Hôm bữa nay thành quả ngon lành lắm nha. Gắn lương cá lóc rồi đầy đủ cái chê luôn. Hốt cá lóc bự nó công nhận tới giờ cảm giác vẫn còn phê phê luôn. Cái giớ này nè. Bà mình không tính ra không bắt không biết nhiều lương mà nói. Chứ cần có chạy mưa ha. Nước ngập bắt đầu lương ra khỏi hang là đi vô. Đặt mấy cái giới nó dính con lương con nào nấy cành nông không ạ. Dính con nào là đáng con đó đó. Giờ gấp quốc quân vô thôi. Bữa nay cũng gà bữa nay ngon lành lắm nha. Cũng đậm lè đậm lét chứ không phải giỡn. Giỡn chơi đâu. Kè với mấy lão đó cũng được chứ không phải giỡn à. Mấy lão làm đặt có chuyện mà. Thường là thấy mấy lão lâu lâu hơn khi đừng con gắn. Còn mình bữa nay thăm lại không cái lóc cái tre nè gắn lương luôn kệ mấy lão kệ giỡn chơi chút bạn bây giờ tranh thủ vô mới được. Đây là thành quả nè mà. Đây ngắn một súng mặc thù lù ú nu nàng một khúc mới gắn một súng người ba mình cũng khoái xào nó cách lắm. Quắn lại hải hải quắn giờ lợi lợi nhìn thấy cái lợn nghiêng vậy nè thấy xúc xảy ra nữa tưởng đâu trầu gô dám cả đàn cả bầy cả lóc nó bơ gom lên vô cái lợn mình thấy gì rồi ai về đâu mới được lợi chút xíu nhìn thấy cái đuôi chữ lú ngoài thấy là tới một chuyện. Đây cái lóc nè sổ ra bữa nay tính ra thằng quả ngon lắm nha đừng có dẫn chơi với mình nè nhiêu đây thôi là đập lè chứ không dẫn à luôn cái bá nữa quả trời cái lóc nữa. Manh động quá cưng ra làm việc chút xíu cưng con lươn siêu to khổng lồ cái lóc này hết hồn cái lóc nữa nó lại tính ra mấy con này cái chê nữa nè 2 3 4 5 6 cái lóc 6 cái lóc ủa xuống mưa mày ủa trời vô vỏ luôn đi vô đó chơi luôn đi. Mày manh động quá cho mày vô đó chơi đi thử cần cái thau cá này nhiêu
tính cần lươn luôn, nó manh động quá. Lươn nó bảo đảm 350-400 gram xiên. 1, 2, 3 nhiêu đây? Wow, 2,2 kg, do chuyển mưa nó hơi tối xíu, 2,2 kg giác. Cái thao này là như là bữa đó là như 300 gram phải á, mình căng hoài cũng nhớ 300-400 gram là cụ mượn rồi. Như 300 gram thao này hơi nhỏ là 300. Ủa gì tăng rồi, 2,9 kg. Ngon lạnh cạnh tranh ha. Còn lương nữa đúng chi. Quả phái với con lóc, thử căn cái lóc này nhiêu đi, nửa ký không? Đi vậy, làm đi mày, cho anh làm gì cái cưng. Wow. Ồ, cái lóc gần 6,5 gram nè. Gần 700 gram. Đón nửa ký mà cái lóc bự ra 6,5 gram luôn. Giữ dằn không bằng giữ vịt thiệt chứ. Những cái phanh đó nè. Trời giờ. Đã chưa, đã chưa. Quá đã, quá đã. Ừ. Ồ, hốt cái lóc đã ghê không? 6,5 gram. Thêm lương có gắn một súng nữa nè, bỏ vô cái bao kia ngồi thấy cái bao nó dở, cái con súng để dành nó không xào nó cách ăn đám, đừng có cái chê mặt lù nữa. Thôi mình cũng xin kết thúc clip này ha, chúc cả nhà xem clip ba vui vẻ nha, hẹn cả nhà clip sau. Bữa nay đậm lè chúng ta vẫn chơi không có một mấy cái lợ thôi mà vô như đó đó, còn bà lương thì cho nó nằm đây đi mà bỏ vô tỉnh kìa, nó khoanh nó đậu đúng đậu ghét ghét không. Ừ, thành thứ gì chịu nổi thì chứ. Rồi chào nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha. Nói chung là bữa nay là sướng 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 đó bạn ơi.